Thủ tướng Australia Scott Morrison và phu nhân thăm chính thức Việt Nam, hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ ngành tập trung phương án giải quyết dứt điểm các tranh chấp khiếu kiện về đất đai. Truy tố 5 bị can đề nghị xử lý 210 phụ huynh có con em được nâng điểm trong vụ gian lận điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại Hà Giang. Bị cáo Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, lãnh án 18 tháng tù giam với tội danh dâm ô với người dưới 16 tuổi. Quý khán giả đã lựa chọn theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Và trước khi đến với những nội dung nổi bật vừa điểm qua, mời quý vị theo dõi những tin tức thời sự đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, Thủ tướng Australia Scott Morrison và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến 24 tháng 8 năm 2019. Sáng nay, lễ đón chính thức Thủ tướng Australia và phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Tại cuộc hội đàm cũng như họp báo sau đó, hai thủ tướng cho biết đều quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông trước việc quân sự hóa và bồi đắp các cấu trúc đang tranh chấp cũng như cản trở các dự án dầu khí được triển khai lâu nay ở Biển Đông. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng ngài Scott Morrison lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Australia. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ, năng động và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Australia trong thời gian qua. Hai bên đánh giá cao kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt gần 7,8 tỷ đô la Mỹ. Hai bên nhất trí cho rằng hợp tác song phương về an ninh quốc phòng ngày càng hiệu quả và thực chất, đặc biệt là việc Australia hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, liên kết đào tạo. Tại cuộc hội đàm, trao đổi về tình hình Biển Đông, hai thủ tướng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến trên Biển Đông, bao gồm việc quân sự hóa và bồi đắp các cấu trúc đang tranh chấp, cũng như cản trở các dự án dầu khí được triển khai lâu nay ở Biển Đông. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì một trật tự dựa trên luật lệ. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi các bên tự kiềm chế và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Morrison tái khẳng định các quốc gia cần tiếp tục giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ chế giải quyết tranh chấp của Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 và kêu gọi các bên tôn trọng và thực thi các quyết định được ban hành bởi các cơ chế này. Hai thủ tướng tái khẳng định tầm quan trọng của việc áp dụng đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, đồng thời kêu gọi Bộ Quy tắc ứng xử giữa ASEAN và Trung Quốc cần tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS. Tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông. Còn Thủ tướng Morrison cho biết trọng tâm thảo luận của ông và người đồng cấp Việt Nam là hai bên cùng ủng hộ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế được áp dụng trong khu vực. Các nguyên tắc đó là tự do hàng hải, tự do hàng không, đảm bảo các quốc gia có thể theo đuổi cơ hội phát triển hiện có trong vùng biển của họ và quản lý việc kinh doanh theo cách mà luật pháp cho phép. Cũng trong buổi sáng, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký 5 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực chính phủ điện tử, tài chính, chống buôn bán người và hợp tác dịch vụ hàng không giữa đoàn công tác hai nước. Thưa quý vị, chiều nay 23 tháng 8, tại thông cáo báo chí về nội dung kỳ họp thứ 38 vừa diễn ra tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đại tá Lý Quang Dũng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Ngô Minh Đức, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh,
Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Xuân Kim, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và ông Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang vừa ra cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án gian lận điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Giang cũng có báo cáo đề xuất Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo các cơ quan đơn vị có thẩm quyền xử lý 210 bố mẹ của 107 thí sinh được nâng điểm. 5 bị can bị truy tố là Nguyễn Thanh Hoài, trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo, Vũ Trọng Lương, phó trưởng phòng khảo thí, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Phạm Văn Khuôn, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Lê Thị Dung, phó đội trưởng thuộc phòng an ninh chính trị nội bộ Công an Hà Giang, về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, và Triệu Thị Chính, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018, bị can Nguyễn Thanh Hoài đã đưa danh sách 93 thí sinh cho Vũ Trọng Lương sửa kết quả bài thi để nâng điểm. Ngoài ra, Lương còn trực tiếp nhận giúp nâng điểm cho 14 thí sinh khác, có 309 bài thi các môn được nâng điểm của 107 thí sinh. Theo cáo trạng, cơ quan an ninh điều tra không thu thập được chứng cứ chứng minh có vụ lợi hay tiền bạc trong vụ án. Công an cũng đấu tranh với gia đình các thí sinh, nhưng không ai nhận đưa tiền hay vật chất để nhờ nâng điểm. Chuyển sang các thông tin nổi bật khác. Sáng nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự buổi tọa đàm quản lý sử dụng đất đai tại các công ty nông lâm nghiệp. Phó Thủ tướng đề nghị tập trung rà soát, kiểm tra cụ thể trên địa bàn từng xã để có phương án giải quyết dứt điểm các tranh chấp khiếu kiện về đất đai. Tiếp tục đổi mới căn bản cơ chế quản lý công ty, quản lý chặt chẽ tài nguyên rừng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Thông tin từ tọa đàm cho thấy, thực hiện nghị quyết 30 về tiếp tục sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp, đến nay trên cả nước đã tiến hành rà soát được 275 công ty, trong đó giữ lại 246 công ty. Sau khi rà soát, sắp xếp diện tích giữ lại là hơn 1.868 triệu hecta, diện tích các nông lâm trường bàn giao về địa phương khoảng 463 hecta, nâng tổng diện tích bàn giao về địa phương đạt trên 1 triệu hecta. Tuy nhiên, các tham luận tại tọa đàm cũng chỉ rõ hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất tại các nông lâm trường thời gian qua chưa được cải thiện rõ rệt. Ở một số nơi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp lấn chiếm đất đai. Còn tình trạng một số công ty lâm nghiệp sử dụng quỹ đất của nhà nước để cho thuê, cho mượn, khoán trắng. Về tình trạng lấn chiếm đất đai, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, phải làm theo nguyên tắc có người quản lý, người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Các cái tồn tại vướng mắc về đất đai thì chúng ta phải cơ bản phải tập trung giải quyết. Hiện nay là cũng đang mới nêu ra như thế thôi chứ còn chưa có giải quyết được bao nhiêu. Nhất là tình trạng lấn chiếm thì phương châm là chúng ta phải là đất đai phải được quản lý, phải được giao cho một cái chủ thể nào đó quản lý và sử dụng. Và nguyên tắc là gì ạ? Đất mà lấn chiếm ấy trái pháp luật thì dứt khoát là phải thu hồi. Mà đất tranh chấp ấy thì chúng ta phải phân xử trên cơ sở các hồ sơ rồi các cái tình tiết cụ thể, nhưng mà tinh thần là cũng phải tự tuân pháp luật. Để đạt được mục tiêu đến cuối quý 3 năm 2019, hoàn thành mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải tiếp tục đổi mới căn bản cơ chế quản lý công ty, quản lý chặt chẽ tài nguyên rừng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tiếp tục trồng rừng sản xuất để có hiệu quả kinh tế cao, xây dựng cơ chế tự chủ và đặt hàng nhiệm vụ công ích, quản lý bảo vệ rừng tự nhiên, trong đó có rừng nghèo kiệt không có khả năng tái sinh, đồng thời nghiên cứu thêm tín dụng đầu tư vào trồng rừng, trồng cây thay thế, cây công nghiệp phù hợp và chính sách bảo hiểm với rừng trồng. Phó Thủ tướng cũng đề nghị rà soát lại và báo cáo cụ thể tình trạng đất đã giao nhưng không thu tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất nông nghiệp. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo nhằm lấy ý kiến các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ để hoàn thiện việc biên soạn lịch sử 70 năm chính quyền thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1945-2015. Sau hơn 2 năm thực hiện cho đến tháng 9 năm nay, ban biên soạn đã hoàn thành bản thảo lần thứ nhất bao gồm 3 tập. Tập 1 có tên Chính quyền cách mạng Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định trong công cuộc kháng chiến chống xâm lược giai đoạn 1945-1975.
Tập 2 Chính quyền nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1975-2015 và tập 3 là những sự kiện lịch sử và nét son truyền thống 1945-1975. Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ đã đóng góp thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến nội dung và các quan điểm, cách tiếp cận để ban biên soạn lịch sử 70 năm chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hệ thống và tiếp tục hoàn thiện, qua đó giúp việc biên soạn lịch sử 70 năm chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo tính khoa học, chính xác, khách quan, thể hiện được đặc điểm lịch sử, xã hội của thành phố, nêu bật được những hình thức tổ chức, các hoạt động của bộ máy chính quyền qua các thời kỳ, tác động đối với sự phát triển phong trào cách mạng của thành phố, đem lại lợi ích cho nhân dân thành phố trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Cả nước có hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp. Tình trạng mất việc là áp lực không nhỏ đối với người lao động và gia đình của họ. Sau 10 năm thực hiện, bảo hiểm thất nghiệp là điểm tựa cho người lao động lúc khó khăn, giúp họ sớm quay lại thị trường lao động. Thông tin được nhấn mạnh tại hội nghị truyền thông về việc làm do Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp tạp chí Lao động và Xã hội tổ chức sáng nay tại tỉnh Thái Nguyên. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cả nước có gần 13 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng hơn 6 triệu người so với năm 2009. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được hưởng trợ cấp, tư vấn giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề. Tính đến năm 2018, ước kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp gần 80.000 tỷ đồng. Bên cạnh kết quả đạt được, chính sách bảo hiểm thất nghiệp bộc lộ một số hạn chế như chưa gắn với thị trường lao động, chưa có giải pháp hỗ trợ người lao động bồi dưỡng, phát triển và nâng cao tay nghề. Còn những bất cập trong kiểm soát đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp và tình trạng việc làm của người lao động trên phạm vi cả nước. Đến năm 2031, phấn đấu khoảng 45% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Sau 12 năm triển khai và thực hành luật điện ảnh cho đến nay cũng đã tạo cơ sở pháp lý trong việc ban hành các cơ chế chính sách phát triển nền điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển thì hiện tại luật điện ảnh cũng bộc lộ nhiều quy định chưa phù hợp với hoạt động điện ảnh. Nhiều ý kiến của các chuyên gia và những người làm trong lĩnh vực này đã cùng lên tiếng để góp ý xây dựng luật điện ảnh sửa đổi cho phù hợp với điều kiện phát triển hiện nay. Tổng hợp của phóng viên VTC1 tại hội nghị chuyên đề vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Theo các chuyên gia, trong những năm gần đây, doanh thu chiếu phim tại thị trường Việt Nam tăng trung bình khoảng 30-35% một năm. Năm 2018, tổng doanh thu chiếu phim tại thị trường Việt Nam là khoảng hơn 3.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, hơn 60% số doanh thu này chảy vào túi các doanh nghiệp nước ngoài. Vấn đề được các tham luận tại hội nghị đặt ra là luật điện ảnh sửa đổi sẽ tạo cơ sở pháp lý như thế nào để điện ảnh thực sự trở thành nguồn lực của quốc gia. Về doanh thu chiếu phim từ bao nhiêu tỷ đến coi như là 150 triệu đô hiện nay, chúng ta tưởng rằng là mừng. Đấy, chúng ta phải nhìn vào một cái thực tế là cái sự phát triển này kể cả về cái hạ tầng cơ sở thì không phải là cái nội lực của chúng ta, đúng không? Đấy. Thế thì khi mà phim nước ngoài tràn ngập vào Việt Nam, khi mà nước ngoài đầu tư nhiều vào sản xuất và chiếu trên hệ thống rạp thì của coi như ai? Của nước ngoài đầu tư. Đấy. Thì cái tiền mà chúng ta lấy lại được tôi nghĩ là không đáng kể. Năm 2018, cả nước có khoảng 180 rạp chiếu phim, nhưng cũng hơn 65% là của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, hơn 30% còn lại là do các doanh nghiệp trong nước. Nhiều đại biểu đặt ra vấn đề về chính sách mà luật mang lại để khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp điện ảnh trong nước, cũng như dòng phim Việt chiếu rạp hiện nay. Khuyến khích đầu tư phát triển vào công nghiệp điện ảnh thì tôi cũng thấy là nên có những chính sách ưu đãi về thuế. Ví dụ như là ở các quốc gia họ có thuế, mình cũng có một số chính sách ưu đãi về thuế rồi nhưng mà nó chưa được nhiều lắm, chưa được tốt lắm thì có thể nghiên cứu thêm. Ví dụ như là làm một đơn vị mà sản xuất, làm các rạp chiếu phim chẳng hạn thì chúng tôi vẫn phải nộp các cái thuế nhập khẩu cho tất cả các cái thiết bị, trong lúc các doanh nghiệp nước ngoài thì cũng không cần phải nộp. Tất cả các chính sách thể hiện qua luật là khích lệ mọi thành viên, mọi tổ chức, cá nhân, tập thể tham gia và góp sức xây dựng nền điện ảnh dân tộc. Đó là cái câu cơ bản. Chứ cái chính sách ưu tiên để mà cho nước ngoài, theo tôi, xuống hàng thứ hai. Bởi vì văn hóa của dân tộc nào, dân tộc ấy phải sẽ có trách nhiệm xây dựng. Đề cương dự thảo luật điện ảnh sửa đổi được Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch đưa ra gồm 8 chương, 48 điều bao gồm những quy định cụ thể trong hoạt động điện ảnh. Một nội dung quan trọng cũng được các chuyên gia thảo luận tại hội nghị, đó là những quy định của việc phổ biến và quảng bá phim trên mạng Internet, cùng những quy định phát triển điện ảnh trong thời đại công nghiệp 4.0. Những ý kiến sẽ được xem xét và hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình lên Quốc hội. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin:
Quảng Ngãi thành lập hội đồng chuyên môn xem xét vụ bệnh nhân 54 tuổi tử vong sau khi tiêm kháng sinh, nghi là do sốc phản vệ. Chuyện trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về mô hình kinh tế chia sẻ đang cạnh tranh và làm thay đổi các tư duy kinh doanh truyền thống. Quý vị đang cùng theo dõi bản tin thời sự tối 23 tháng 8 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Sáng hôm nay, Tòa án Nhân dân quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm lần thứ hai đối với ông Nguyễn Hữu Linh với tội danh dâm ô với người dưới 16 tuổi. Bị cáo đã lãnh án 18 tháng tù giam mặc dù là không thừa nhận hành vi. Cũng như phiên tòa ngày 25 tháng 6, phiên xử ông Nguyễn Hữu Linh lần này tiếp tục được xử kín. Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo, phó chánh án Tòa án Nhân dân quận 4 làm chủ tọa. Đến khoảng 11 giờ sáng nay, Tòa án Nhân dân quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, 18 tháng tù giam về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Ông Linh bị truy tố theo khoản 1 điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Theo cáo trạng, ông Linh đã có hành vi ôm hôn một bé gái trong thang máy chung cư Galaxy ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 3 lần. Cựu viện phó thừa nhận hành vi ôm hôn bé gái ở thang máy tổng cộng 3 lần là sai phạm, nhưng cho rằng hành vi của mình chưa đủ yếu tố cấu thành tội danh như truy tố. Thưa quý vị, khoảng 9 giờ sáng nay 23 tháng 8, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra trường hợp bệnh nhân bị tử vong sau khi tiêm kháng sinh, nghi là do sốc phản vệ. Nạn nhân là ông Nguyễn Kỷ, 54 tuổi, ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh. Theo hồ sơ bệnh án, ngày 14 tháng 8, ông Kỷ nhập viện và được chẩn đoán bị sỏi đường tiết niệu. Sau đó được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi chỉ định phẫu thuật lấy sỏi vào ngày 21 tháng 8. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt và được đưa về khoa ngoại tổng hợp để tiếp tục điều trị. Vào sáng ngày 23 tháng 8, ông Kỷ được tiêm kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ điều trị, thì có dấu hiệu sốc, sùi bọt mép, co giật và tử vong ngay sau đó. Ngay khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân tử vong. Sở Y tế Quảng Ngãi cũng thành lập hội đồng chuyên môn theo luật khám chữa bệnh để tra cứu lại toàn bộ hồ sơ bệnh án cũng như quy trình điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Kỷ để xác định rõ nguyên nhân tử vong. Theo thống kê mới nhất là đã có thêm khoảng 900 bệnh nhân hemophilia hay còn gọi là rối loạn đông máu được phát hiện bệnh và điều trị dưới sự hỗ trợ của Liên minh Toàn cầu vì sự phát triển trong 3 năm qua. Và đây là chương trình do Liên đoàn Hemophilia Thế giới tài trợ cho Việt Nam để hỗ trợ và cung cấp những dịch vụ chăm sóc toàn diện cho người mắc bệnh lý này để giúp họ có cơ hội học tập, làm việc và đóng góp cho xã hội. Thông tin này được chia sẻ tại hội nghị tổng kết chương trình và kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm Hemophilia tại Việt Nam sáng hôm nay. Cụ thể, từ tháng 9 năm 2016, chương trình đã giúp phát hiện gần 900 bệnh nhân mới thông qua việc nâng cao năng lực của 7 trung tâm điều trị hemophilia hiện có và phát triển 10 trung tâm điều trị vệ tinh, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ y tế tại trung tâm điều trị hemophilia trên toàn quốc, viện trợ gần 7 triệu đơn vị yếu tố cô đặc, phát triển các tổ chức hội dành cho người bệnh và phát triển hệ thống đăng ký quốc gia để quản lý theo dõi bệnh nhân. Với những nỗ lực trong suốt 20 năm qua, từ chỗ chỉ mới quản lý gần 60 người bệnh, hiện nay Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã quản lý và điều trị gần 2.000 người bệnh, là ngôi nhà thứ hai trở thành điểm tựa cho người bị mắc rối loạn máu cũng như gia đình họ. Rối loạn chảy máu là nhóm bệnh có biểu hiện chảy máu kéo dài, lâu cầm. Tại Việt Nam, theo ước tính thì có khoảng 30.000 người mang gen hemophilia, 6.200 người mắc các bệnh rối loạn chảy máu, trong đó thì mới chỉ có chưa tới 60% bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện thiếu nước sinh hoạt vẫn tiếp tục là vấn đề nóng và gây bức xúc dư luận tại Đà Nẵng những ngày này. Hôm nay đã là ngày thứ tư, nhiều gia đình tại thành phố từng có danh xưng là đáng sống này phải chịu cảnh không có nước sinh hoạt. Sự việc không chỉ là câu chuyện xâm nhập mặn khiến cho nguồn nước thô không đảm bảo, mà đây là biểu hiện của sự chậm chạp trong quá trình triển khai quy hoạch cấp nước của Đà Nẵng trong rất nhiều năm qua. Dù biết là sai luật, nhưng sáng hôm nay, gia đình bà Yến buộc phải xin nghỉ làm, thuê người khoan giếng để có nước sinh hoạt. 4 ngày chịu đựng không có nước, bà Yến và nhiều gia đình khác ở quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà đã không thể chờ đợi và tìm mọi giải pháp để tự cứu mình. Với họ, lắp thêm cái máy bơm là chưa đủ, mà chỉ có thể là giếng khoan mới có thể chủ động nguồn nước, khi mà 2 năm qua, họ đã quá nhiều lần chịu đựng cảnh thiếu nước. Cách đây cũng 4 năm ngày rồi, nhưng mà tắm mình không có nước mình để mình sinh hoạt, mình nấu ăn, kiểu như là mình sớm ngủ dậy 2 giờ là mệt rồi.
là mò đi tìa canh nước, nhưng mà hơi giờ cũng chưa có đâu. Chờ miết không giống ngầu ngầu, miết chỗ cái máy, chờ đó, cái chờ giờ miết tới bóng giờ, chả rỉ đó. Hứng từng xô đó, vô chứa răng đó. Mà cái rửa lá thì mình rửa cũng hạn chế, cũng không dám rửa nhiều, sợ hết nước đó. Với lại có một số dân là họ ra ngồi xong họ múc nước vô dầu cào. Mặc dù Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành phương án ứng phó khẩn cấp và dự kiến chiều ngày hôm qua 22 tháng 8 sẽ khôi phục cấp nước cho toàn thành phố. Thế nhưng, thực tế lượng nước trong hệ thống không thể đến được những hộ dân bình thường. Những cơ quan, khách sạn, nhà hàng hay hộ dân có lắp máy bơm áp lực lớn đã hút sạch lượng nước ít ỏi, còn các hộ dân đợi nước máy đơn thuần thì vẫn vô vọng. 4-5 ngày này nó mất nước, sinh trắng, sinh hoạt trong gia đình nó khó khăn, bung bón. 8 rửa dẹp vũ mọi thứ khó khăn. Tại hội thảo lấy ý kiến xây dựng đồ án quy hoạch Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 sáng nay, nhiều chuyên gia thẳng thắn cho rằng tình trạng thiếu nước trong thời gian qua tại Đà Nẵng là điển hình về sự chậm chạp trong triển khai quy hoạch cấp nước. Từ năm 2013, thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương xây dựng nhà máy nước Hòa Liên với công suất 120.000 mét khối ngày đêm để đảm bảo không xảy ra thiếu nước như dự báo. Tuy nhiên đến nay, dự án đã 3 lần thay đổi, lúc thì thay đổi hình thức đầu tư, lúc thì thay đổi chủ trương. Và hệ quả là đến nay vẫn không biết khi nào sẽ triển khai. Sự bất nhất của chính quyền thành phố Đà Nẵng khiến quy hoạch cấp nước bị tụt hậu ít nhất 3 năm. Đà Nẵng là một cái đô thị biển thì vấn đề mà nguồn nước ngọt nó rất là quan trọng. Thì như vậy đó thì trong cái quy hoạch mà sắp tới mà điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng thì cái việc mà quy hoạch cái không gian để mà mình trữ nước, mình thu nước mưa rồi mình trữ nước rồi những cái xử lý nước để cung cấp nước ngọt cho Đà Nẵng thì nó rất là quan trọng. Thì trong cái việc mà phát triển đô thị trong tương lai thì trong dự kiến thì đến 2045 thì là quy mô dân số nó tăng gấp đôi. Hiện tại, chính quyền Đà Nẵng vẫn đang khẩn trương tiến hành các giải pháp để có thể ổn định việc cấp nước trở lại cho người dân. Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm việc thiếu nước thì chẳng có một giải pháp nào tối ưu được đưa ra. Những hình ảnh như cấp nước bằng bồn, bằng xe cứu hỏa và cả xe quân sự sẽ còn tái diễn. Và người dân Đà Nẵng buộc phải quen dần với nó. Liên quan đến chỉ thị của Cục Hàng không Việt Nam về việc cấm mang máy tính xách tay MacBook Pro 15 inch đi máy bay, tại thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều cửa hàng đã nhanh chóng đưa ra những phương án để hướng dẫn và kiểm tra sản phẩm cho khách hàng nhằm tránh gặp rắc rối khi đi máy bay. Những ngày qua, các cửa hàng điện tử từng bán dòng sản phẩm MacBook Pro 15 inch như cửa hàng FPT Shop này trở nên bận rộn hơn. Những khách hàng nào đã từng mua MacBook Pro 15 inch tại đây đều được lưu trong danh sách. Từ đó, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ có trách nhiệm kiểm tra và gọi điện hỗ trợ kiểm tra. Đối với những cái khách hàng mà đã mua hàng MacBook Pro của cái dòng MIX 2015 này tại FPT Shop thì chúng tôi sẽ kiểm tra trên hệ thống cho khách hàng. Nếu những cái máy là nằm trong diện mà bị recall lại thì chúng tôi sẽ chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng để mà hướng dẫn khách hàng đến trung tâm bảo hành của Apple để mà thay pin, để tránh những cái phiền phức cho khách hàng. Tương tự, tại các cửa hàng của Thế Giới Di Động tại thành phố Hồ Chí Minh, khách hàng cũng được hỗ trợ kiểm tra và thay pin với dòng máy tính MacBook Pro 15 inch. Cái lệnh cấm này thì nó liên quan tới cái của an toàn của Cục Hàng không và của Ủy ban An toàn hàng tiêu dùng bên Mỹ, thì với tư cách nhà bán lẻ thì bên này cũng không biết, không đánh giá được là nó cấm, cái lệnh cấm này kéo dài bao lâu. Và Thế Động thì vẫn tiếp tục hỗ trợ cho người tiêu dùng khi mà những thông tin nó liên quan tới cái sản phẩm này như thế nào thì sẽ hướng dẫn chi tiết cho khách hàng. Theo các đơn vị bán hàng, vì sản phẩm bị cấm mang lên máy bay là MacBook Pro 15 inch sản xuất và tiêu thụ từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 2 năm 2017, hiện tại các cửa hàng không còn bày bán. Chính vì thế, việc cấm này không ảnh hưởng đến việc mua bán. Song lượng người dùng thiết bị này tại Việt Nam khá nhiều, trong khi theo tìm hiểu, Apple và các nhà phân phối chính thức cũng chỉ có chính sách đổi pin, chứ chưa có chính sách đổi máy cho khách hàng. Trước đó, chỉ có điện thoại hoặc một số thiết bị điện tử bị cấm khi đi máy bay. Gần nhất là cấm chuyên chở điện thoại Samsung Galaxy Note 7, nguyên nhân cũng vì mức độ an toàn pin không đảm bảo khi mang theo lên máy bay.
Vâng, xin lưu ý thêm là việc máy tính có bị cấm hay không sẽ qua bộ phận soi chiếu an ninh thực hiện. Và để tránh gặp rắc rối phát sinh thì hành khách sử dụng dòng MacBook 15 inch thì trước khi có kế hoạch bay, hãy tra cứu đời máy có nằm trong diện cấm hay không để có những chuẩn bị cụ thể. Vâng, xin nhấn mạnh là loại máy tính nằm trong danh sách cấm đó là MacBook Pro Retina 15 inch MID 2015. Và để kiểm tra, quý vị có thể vào địa chỉ support.apple.com để làm theo hướng dẫn và kiểm tra. Nếu như không thuộc diện thu hồi mà lo ngại bị hàng không làm khó dễ, thì người dùng có thể chụp kết quả kiểm tra của Apple và kèm số series của máy để chứng minh là dòng máy của mình trong lúc làm thủ tục soi chiếu an ninh. Việt Nam từ năm 2014 với dịch vụ vận tải, taxi công nghệ, mô hình kinh tế chia sẻ đã có sự mở rộng nhanh chóng sang nhiều mảng dịch vụ khác như là kinh doanh lưu trú, dịch vụ cho vay ngân hàng. Theo Nielsen, cứ 4 người Việt Nam được hỏi thì có 3 người thích ý tưởng kinh doanh về mô hình này. Bên cạnh những lợi ích, cũng xuất hiện những vấn đề cần sự giải quyết như là sự xung đột giữa mô hình ứng dụng nền tảng kinh tế chia sẻ với mô hình truyền thống, sự lúng túng trong cơ quan quản lý, trong việc gọi tên, kiểm soát nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ xã hội, nghĩa vụ với các đối tượng tham gia. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định phê duyệt đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. Mục tiêu là đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các mô hình kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên mà vẫn khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và phát triển kinh tế số. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyện trong ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vâng, như trong clip mở đã đề cập, cụm từ kinh tế chia sẻ Economy Sharing đã xuất hiện ngày một nhiều hơn trong các cuộc hội nghị hội thảo quốc gia vài năm gần đây và đón nhận ngày một nhiều sự quan tâm của nhà quản lý doanh nghiệp và người dân. Và vì ý nghĩa, sự tác động của nó đến nền kinh tế tại mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, mà mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định một đề án riêng về thúc đẩy kinh tế chia sẻ tại Việt Nam. Nhận diện những đặc trưng cơ bản của mô hình kinh tế chia sẻ trong nền kinh tế số, cùng với đó là những vấn đề phát sinh từ góc độ quản lý, vận hành và khuôn khổ pháp lý sẽ là những nội dung chính được đề cập đến trong chuyện trong ngày hôm nay. Nhưng trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một ví dụ khá điển hình của kinh tế chia sẻ, đó là Grab. Từ nền tảng kết nối người có xe nhàn rỗi với khách hàng, đến nay thì Grab đã tích hợp thêm hàng loạt những tính năng từ kết nối người giao hàng, người nhận hàng, người bán đồ ăn, người mua đồ ăn cho đến kết nối dịch vụ thanh toán chăm sóc sức khỏe. Và trong mục tiêu trở thành một nền tảng siêu ứng dụng tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Dù tham gia vào thị trường Việt Nam năm 2014, nhưng phải đến 2 năm sau, đề án 24 của Bộ Giao thông Vận tải mới cho phép Grab Taxi Công nghệ thí điểm hoạt động. Mục tiêu chính của đề án 24 là kinh tế chia sẻ và người hưởng lợi không chỉ riêng hành khách đi lại, mà có cả những lái xe nhàn rỗi được huy động chia sẻ hoạt động vận tải. Tôi cho thuê xe hoặc chúng tôi chở bố mẹ, chở vợ con đi làm, đi chở đón con. Lúc ngoài giờ tôi làm công việc riêng gia đình tôi thì tôi có thể chạy taxi công nghệ. Cái lợi ích chúng ta thấy rất là rõ là đây là một cái việc ứng dụng khoa học công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 vào đối với lĩnh vực vận tải. Cái hiệu quả xã hội nó là rất lớn và đặc biệt nó là một cú hích đối với các cái doanh nghiệp vận tải. Sau 5 năm hoạt động tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực kết nối di chuyển của Grab luôn đạt 2 con số. Trên cùng một nền tảng ứng dụng Grab, dịch vụ kết nối người bán, người mua đồ ăn GrabFood đã tăng trưởng hơn gấp 25 lần về số lượng đơn hàng và gấp 10 lần về số lượng đối tác chỉ sau 1 năm hoạt động. Còn tính năng giao nhận hàng hóa Grab Express tăng trưởng hơn 240%. Để đi sâu vào kinh tế chia sẻ, Grab đã vượt ra ngoài lĩnh vực kết nối vận tải và đang trở thành một siêu ứng dụng khi cung cấp thêm nhiều dịch vụ khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ ra các lĩnh vực khác như là chăm sóc sức khỏe, giải trí, xem video, thương mại điện tử và đặt dịch vụ online. Tất cả sẽ khiến cho chiến lược siêu ứng dụng của chúng tôi ngày càng hoàn thiện, mang đến nhiều cơ hội hơn cho người dân, các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ, cũng như cộng đồng startup. Tại một số quốc gia trong khu vực như Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia, Grab được xem là dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ mạng lưới vận tải hay dịch vụ trung gian để kết nối huy động nhiều thành phần, nhiều lĩnh vực tham gia thị trường.
đây chính là kinh tế chia sẻ. Nền kinh tế chia sẻ chắc chắn nó là một cái cấu phần hiện tại trong nền kinh tế Việt Nam. Chúng ta không thể nào loại bỏ ra được. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề làm sao mà Quốc hội và Chính phủ ra những cái quy định để tại thời điểm này có thể kiểm soát được phần nào những cái mô hình, những cái loại hình kinh doanh mới mà chúng ta hiện tại chưa có những cái quy định chặt chẽ. Mặc dù thời gian qua xung đột về lợi ích giữa taxi công nghệ và taxi truyền thống vẫn chưa thể hài hòa, điển hình là vụ hãng taxi Vinasun kiện Grab vì cho rằng đã làm ảnh hưởng quá lớn đến kinh doanh, thị phần của họ từ khi xuất hiện. Tuy nhiên, Grab với mô hình sơ khởi là taxi công nghệ vẫn đang là minh chứng rõ nét về một phương thức kinh doanh mới ở Việt Nam, mô hình kinh tế chia sẻ. Theo đề án thúc đẩy kinh tế chia sẻ tại Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, trong lĩnh vực vận tải, Bộ Giao thông Vận tải đến năm 2020 sẽ phải trình Chính phủ, Quốc hội dự thảo luật Bộ luật về giao thông đường bộ, thủy nội địa, theo hướng bổ sung các loại hình vận tải kết nối, theo mô hình kinh tế chia sẻ. Và song song với đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng tiếp tục hoàn thiện nghị định mới, thay thế nghị định 86 về điều kiện kinh doanh vận tải, trong đó khuyến khích sử dụng công nghệ số, tận dụng lợi thế công nghệ trong quản lý các hoạt động kinh tế chia sẻ. Và bản chất của mô hình kinh tế chia sẻ đó là chủ doanh nghiệp tận dụng lợi thế của công nghệ số và qua đó tiết kiệm chi phí giao dịch và tiếp cận một số lượng lớn khách hàng và những người dùng thông qua nền tảng số. Tại Việt Nam thì ngoài vận tải, nhiều ứng dụng công nghệ kết nối cung cầu cũng xuất hiện trong nhiều ngành khác như là du lịch, cho thuê nhà, y tế, giáo dục v.v. Và những ứng dụng này cũng đang góp phần tạo nên một thị trường cạnh tranh, mang lại ngày một nhiều tiện ích hơn cho người tiêu dùng. Trước đây, cứ tầm 4-5 giờ sáng, chị Giang đã phải lục đục dậy để đến bệnh viện sớm, chờ đợi rất lâu mới đến lượt khám. Nay ngồi ở nhà, chị cũng có thể đặt lịch khám và lựa chọn bác sĩ chỉ qua một nền tảng công nghệ như thế này. Tôi được đặt đúng bác sĩ và có các cái thông tin rõ ràng tại đơn vị bệnh viện phòng khám. Thời gian mà tôi đến thì không phải chờ đợi lâu. Từng bước ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data, Booking Care đã giúp việc kết nối giữa bệnh nhân và bác sĩ trở nên dễ dàng hơn. Đến nay, ứng dụng kết nối các bác sĩ và bệnh nhân này đã kết nối gần 2.000 bác sĩ chuyên khoa trên hệ thống. Booking Care đã có nền tảng web, các ứng dụng trên di động Android, iOS. Đồng thời với các ứng dụng thì Booking Care cũng phát triển cái phần mềm gọi là DMS, hỗ trợ cho bác sĩ và cơ sở y tế quản lý công việc và quản lý thông tin bệnh nhân. Qua đó thì từng bước để tiến đến Booking Care là một hệ thống, một cái nền tảng công nghệ đặt lịch khám hoàn toàn tự động, kết nối bác sĩ đến bệnh nhân. Không chỉ trong lĩnh vực y tế, nhiều ứng dụng công nghệ kết nối cung cầu cũng đã xuất hiện trong ngành du lịch, giáo dục, tín dụng ngân hàng. Luxstay, nền tảng trực tuyến kết nối các chủ nhà với người có nhu cầu thuê nhà ngắn hạn là một ví dụ. Sau 3 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, đã có mạng lưới hơn 4.000 căn hộ, biệt thự đăng ký trên hệ thống, phục vụ trên 15.000 khách đặt phòng mỗi tháng. Nếu như trước đây thì một cái công ty truyền thống, doanh nghiệp truyền thống thì cái số lượng cái công việc họ tạo ra chỉ tương ứng với số lượng nhân sự mà của công ty đó. Hiện nay chúng tôi đang muốn làm hơn thế nữa, đó là tạo ra được cái công việc hay tạo ra được cái nguồn thu nhập cho tất cả những người mà không chỉ là nhân sự của Luxstay mà là những người mà tham gia cái thị trường và cùng chúng tôi kinh doanh cái lĩnh vực lưu trú ngắn hạn này. Mặt khác, xu hướng bán hàng trực tuyến đang dần dần trở nên phổ biến với thị phần bán lẻ liên tục tăng theo thời gian. Điều này thể hiện rõ qua sức tăng trưởng mạnh mẽ của các trang bán hàng trực tuyến lớn trong nước như Tiki, Shopee, Lazada, đây rồi. Điều này cho thấy mô hình kinh tế chia sẻ đã và đang mở ra cơ hội kinh doanh mới dựa trên nền tảng số, ứng dụng công nghệ 4.0. Cái nền kinh tế chia sẻ này nó sẽ không chỉ được ứng dụng trong lĩnh vực giao thông, ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực mà những người dân người ta có các cái nguồn lực người ta đều có thể tham gia vào. Và để nó giúp cho cái việc là tận dụng được cái nguồn lực chung của xã hội và đặc biệt là nó làm cho cái việc cung cấp dịch vụ và phân chia cái quyền lợi nó được công bằng hơn. Kinh tế chia sẻ không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các ứng dụng công nghệ kết nối cung cầu cho nhiều ngành mà còn là những nền tảng công nghệ giúp doanh nghiệp kết nối với nhà cung cấp, khách hàng. Theo các chuyên gia, để đón cơ hội từ mô hình kinh tế này, buộc các doanh nghiệp phải thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống, nắm bắt công nghệ để đổi mới, sáng tạo.
Phát triển là vậy, với ngày càng nhiều lĩnh vực được mở rộng, song thực tế đã cho thấy không ít các biến tướng của kinh tế chia sẻ đã song song xuất hiện, gây ảnh hưởng không nhỏ đến người dùng và xã hội. Bởi theo các chuyên gia, sự phát triển của các mô hình kinh tế, kinh doanh mới này còn mang tính tự phát, trong khi các cơ quan quản lý còn khá lúng túng trong việc xác định bản chất và cách thức quản lý. Một câu chuyện điển hình trong việc quản lý mô hình kinh tế chia sẻ hiện nay, Grab là một hãng công nghệ hay là taxi vận tải thông thường? Đến nay câu chuyện này vẫn chưa có hồi kết. Mô hình này đang gây khó cho cơ quan quản lý kiểm soát nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ với xã hội, nghĩa vụ với các đối tượng tham gia. Đặc biệt, vấn đề an toàn cho người tiêu dùng rất khó quản lý. Một cái hoạt động mà không có cái hệ thống luật pháp đầy đủ để có thể quy định thật rõ ràng và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên thì đương nhiên nó sẽ gặp những cái khó khăn. Ví dụ như sự tranh chấp của Uber Grab với các hãng taxi truyền thống, sự tranh chấp của các cái hệ thống khách sạn truyền thống với Airbnb. Một câu chuyện khác là mô hình Airbnb chia sẻ nhà ở cho người đi du lịch, tận dụng nguồn tài nguyên đang lãng phí là những căn phòng không dùng đến. Thông qua nền tảng này, chủ sở hữu căn nhà cho thuê và người thuê nhà sẽ gặp được nhau và ký kết hợp đồng thuê nhà. Tuy nhiên, mô hình này cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh đối với cả cộng đồng. Những ví dụ điển hình cho biến tướng của mô hình kinh tế chia sẻ mà trong đó cho thấy rõ hệ thống pháp luật về hoạt động kinh doanh của Việt Nam như luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật giao dịch điện tử và các quy định về thuế hiện nay hầu như còn bỏ ngỏ đối với các mô hình kinh tế chia sẻ. Hiện chưa có khung khổ pháp luật chặt chẽ để quản lý các mô hình hoạt động của kinh tế chia sẻ. Ở Việt Nam thì nó cũng có những cái sự ảnh hưởng, đó là cũng có những cái hoạt động phát triển của các cái mô hình kinh tế chia sẻ vào Việt Nam. Tuy nhiên là cái nhận thức cũng như là các cái hành lang pháp lý để điều chỉnh cái kinh tế chia sẻ Việt Nam thì nó chưa rõ nét, dẫn đến là nó có nhiều thứ là nó phát triển nó không đúng với cái mục tiêu là kinh tế chia sẻ, thậm chí nó lại huy động thêm nguồn lực của xã hội, làm tốn thêm và thậm chí là gây ra những cái ách tắc như là thêm các phương tiện giao thông chẳng hạn. Thì đấy, cái vận dụng mô hình kinh tế chia sẻ Việt Nam thì đang có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết. Các nhà kinh doanh truyền thống, đặc biệt trong ba cái lĩnh vực trên, thì sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị cạnh tranh và sẽ bị mất cái thị phần và mất khách hàng. Điều đấy là điều mình rất là dễ hiểu. Và thế thì đứng trên cái góc độ là các cái nhà kinh doanh truyền thống trong những ngành đấy thì mình có vài cái đầu dòng như thế này. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là nếu như các cái nhà kinh doanh truyền thống, đặc biệt là những cái ngành mà nền kinh tế chia sẻ đấy có cái cơ hội phát triển mạnh mà không thay đổi nhanh thì điều thua là điều chắc chắn. Bởi vì đã minh chứng rồi, thua là điều chắc chắn. Mô hình này cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các nhà quản lý chính sách tại Việt Nam, bao gồm môi trường kinh doanh thuận lợi, đảm bảo hài hòa lợi ích đối với các mô hình kinh doanh dịch vụ truyền thống, kiểm soát việc minh bạch về thông tin, quản lý giao dịch điện tử, thanh toán quốc tế về thương mại bằng thẻ, quản lý chất lượng dịch vụ, sản phẩm, chống thất thoát thuế và một số vấn đề xã hội khác nảy sinh như lao động, việc làm và an sinh xã hội. Vâng, đúng là bên cạnh những lợi ích thì sự xuất hiện của mô hình kinh tế chia sẻ cũng mang tới rất nhiều lúng túng cho cơ quan quản lý, nhất là khi những quy định pháp lý hiện hành chưa đáp ứng được mô hình này. Phương án quản lý đang được rất nhiều chuyên gia đề xuất hiện nay, đó là áp dụng cơ chế thử nghiệm chính sách mới dạng sandbox với mô hình kinh tế chia sẻ. Và để giúp quý vị hiểu hơn về đề xuất này, nhóm phóng viên VTC1 đã có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Trần Thị Quang Hồng, Viện Khoa học Pháp lý Bộ Tư pháp. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên thì xin cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn của VTC1. Bà đánh giá như thế nào về xuất hiện của mô hình kinh tế chia sẻ ở trong nền kinh tế của Việt Nam ở cả những mặt được và chưa được? Kinh tế chia sẻ đang phát triển hết sức mạnh mẽ ở Việt Nam, đặc biệt trong những năm gần đây. Chúng ta có thể thấy trong rất nhiều các lĩnh vực dịch vụ, ví dụ như vận chuyển khách, trong lĩnh vực tín dụng, trong lĩnh vực lưu trú, kinh tế chia sẻ đang giúp sử dụng các nền tảng công nghệ, giảm các khâu trung gian cung cấp và tận dụng tối đa các nguồn lực còn nhàn rỗi trong xã hội. Còn về mặt chưa được, chúng ta cũng có thể thấy chúng ta chưa lường hết được những tác động của kinh tế chia sẻ đối với các loại hình dịch vụ đang tồn tại. Nó sẽ tiềm ẩn những bất ổn và những tiềm ẩn những khả năng tạo xung đột, và chúng ta cần phải có những cơ chế pháp lý thích hợp để quản lý. Ở những cái mặt chưa được thì chúng ta thấy rằng vẫn có những cái khó khăn lúng túng ở trong quản lý, và cụ thể là vẫn có những cái quy định về pháp lý vẫn chưa rõ ràng khi mà liên quan đến cái mô hình mới xuất hiện này. Vậy thì ý kiến quan điểm của bà như thế nào? Chúng ta còn lúng túng tranh cãi nhau về việc là liệu đó chính là những vấn đề mà chúng ta cho thấy rằng là pháp luật chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ,
và bản thân các cơ quan nhà nước còn đang khá lúng túng trong việc xây dựng cái cơ chế quản lý thích hợp cho những mô hình kinh doanh mới này. Mới đây thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thì đã ký cái đề án về phát triển mô hình kinh tế chia sẻ tại Việt Nam với những cái giải pháp khá là cụ thể. Vậy thì đâu theo bà thì đâu là những điều mà cần làm ngay để có thể đưa đề án này vào thực hiện? Đề án đã đưa ra những quan điểm hết sức quan trọng để phát triển mô hình kinh tế chia sẻ, đó là kinh tế chia sẻ không phải là loại hình dịch vụ mới và pháp luật hiện hành cần việc điều chỉnh để đảm bảo là có thể thích ứng, có thể điều chỉnh được những vấn đề mới, những tính năng mới của công nghệ để có thể phát triển kinh tế chia sẻ. Thì việc chúng ta cần làm ngay đó là triển khai cái biện pháp đã được đưa ra trong đề án của Thủ tướng Chính phủ là thúc đẩy ứng dụng cái cơ chế quản lý thử nghiệm trong phạm vi hạn chế mà chúng ta thường gọi bằng tiếng Anh là regulatory sandbox. Một cách ngắn gọn nhất thì đâu là triển vọng của kinh tế chia sẻ tại Việt Nam và đâu là những cái giải pháp cần thực hiện để có thể đưa kinh tế chia sẻ trở thành một cái thành tố quan trọng của nền kinh tế số hiện nay? Trước hết cần thúc đẩy ứng dụng cái cơ chế quản lý thử nghiệm trong phạm vi hạn chế để chúng ta có thể đảm bảo phản ứng nhanh về mặt chính sách khi có những vấn đề mới nảy sinh về công nghệ và có thể ứng dụng cái mô hình để chia sẻ, và các bộ ngành trong lĩnh vực của mình, và chúng ta cần phải trao quyền mạnh mẽ hơn cho các bộ ngành để các bộ ngành mạnh dạn hơn trong việc đề xuất các cơ chế quản lý thử nghiệm. Và đặc biệt chúng ta cần phải xây dựng một cái khung đánh giá cơ chế quản lý thử nghiệm, bởi vì bất kỳ một thử nghiệm nào cũng chỉ là trong phạm vi hẹp và có thời gian hạn chế. Vậy thì sau cái thời gian thử nghiệm đó, chúng ta cần có một cái đánh giá tổng thể, một cái đánh giá toàn diện, và chúng ta cần phải có khung để có sự đánh giá thống nhất rằng nó tác động đến những cái mô hình hiện tại đang tồn tại như thế nào, cần có những điều chỉnh gì về mặt pháp lý để đảm bảo cái sự bình đẳng và cái sự thích ứng đối với công nghệ. Xin cảm ơn bà đã tham gia buổi phỏng vấn. Những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia cũng đã giúp cho quý vị có hình dung căn bản nhất về mô hình kinh tế sẻ chia. Dù trên thế giới thì có rất nhiều mô hình kinh tế sẻ chia như vậy ở mọi lĩnh vực, nhưng ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở một vài mô hình như Uber, Grab, GoViet, AhaMove hay là GiúpViệt.vn. Và không phủ nhận là những mô hình này đã góp phần giúp cho Việt Nam thích ứng nhanh chóng với những đổi thay lớn đang diễn ra trong nền kinh tế của toàn cầu. Nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận và nhấn mạnh lại một lần nữa rằng là hiện nay chúng ta vẫn chưa có được những khuôn khổ pháp lý chặt chẽ để quản lý những mô hình hoạt động của kinh tế chia sẻ. Trong khi thì sự phát triển của những dịch vụ theo mô hình kinh tế chia sẻ tại Việt Nam thời gian vừa qua lại còn mang tính tự phát, cơ quan quản lý lại khá lung túng trong việc xác định bản chất và cách thức quản lý mô hình này. Đặc biệt nữa là hệ thống pháp luật về hoạt động kinh doanh như là luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật giao dịch điện tử v.v. và những quy định về thuế thì hầu như vẫn còn bỏ ngỏ đối với mô hình kinh tế chia sẻ. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những tin tức thời sự nổi bật trong ngày. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Australia và Phu Nhân tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Tại cuộc hội đàm cũng như cuộc họp báo sau đó, thông báo về trao đổi về tình hình Biển Đông, hai Thủ tướng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến trên Biển Đông, bao gồm việc quân sự hóa và bồi đắp các cấu trúc đang tranh chấp cũng như là cản trở những dự án dầu khí được triển khai lâu nay trên Biển Đông. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang vừa ra cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án gian lận điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh này. Cơ quan an ninh điều tra và Công an tỉnh Hà Giang có báo cáo đề xuất Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo xử lý 210 bố mẹ của 107 thí sinh được nâng điểm. Tuy nhiên, cơ quan an ninh điều tra không thu thập được chứng cứ chứng minh là có vụ lợi hay tiền bạc trong vụ án. Và qua đấu tranh, không ai khai nhận đưa tiền hay vật chất để nhờ nâng điểm. Câu chuyện thiếu nước sinh hoạt vẫn tiếp tục là vấn đề nóng gây bức xúc dư luận tại Đà Nẵng. Ngày hôm nay đã là ngày thứ tư nhiều gia đình tại thành phố này từng được mệnh danh là thành phố đáng sống phải chịu cảnh không có nước sinh hoạt. Việc thiếu nước sinh hoạt của Đà Nẵng trong những ngày vừa qua không chỉ là câu chuyện xâm nhập mặn khiến nguồn nước thô không đảm bảo, mà đây là biểu hiện của sự chậm chạp trong quá trình triển khai quy hoạch cấp nước của Đà Nẵng trong nhiều năm qua. Và tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc phần điểm tin thời sự nổi bật trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.